mình sẽ review món mì siêu cay của Hàn Quốc. Đây, đây là cái vỏ mì siêu cay của Hàn Quốc nhé, mì X2 nhé, của Hàn Quốc, từ Hàn Quốc này. Mình đang ở Japan ấy, nhưng mà mình mua về mình review cho mọi người xem nó mì nó cay thế nào. Để bắt đầu mình bắt đầu quay nhưng mà người bắt đầu mình xào mì nhé. Bây giờ quay cho cả cái mì đấy. Còn nước cay thôi nhá, mình thấy ớt cay thôi. Hot chicken thì bây giờ bắt đầu mình xào mì cho mọi người. Bây giờ bắt đầu mình xào mì này. Thì bây giờ mình muốn mì cay nhất có thể thì bây giờ mình cái này thì nên 5 gói mì. Một bàn tay thì một bàn tay có 5 gói. Đây này, 5 gói này. Bây giờ mình xào hết 5 gói luôn. Xem nào, cái này là cái túi ớt nè, túi này hình như túi ớt nè. Đây là túi gia vị. Túi hình như túi gia vị ấy. Đây giờ mình bỏ hết vô luôn. Mình cho cho maximum, gọi là maximum cay luôn á. À. Đây rồi giờ quay xuống đây nè. Giờ xào nè. Quay lại. Đây là anh Trường đẹp trai nha mọi người. Đây đẹp trai luôn á. Hôm nay nghe tiếng là mì này cay lắm nhé. Mình hôm nay mình ăn thử xem thế nào. Nghe thế nào đúng là mì này cay lắm. Giờ xào mực nước anh. Xào mực sau này mình vào. Đây, để mực mì này chúng mình xào. Chà mì đây với bật thôi chứ mình không có xào gì hết. Để mình ăn thôi nó gọi là cây bất sinh mực luôn. Vì là mì tiếp theo mà. Mì gói này, mì gói này. Cho mọi người xem này. Hả? Bật lên thì xào lên trước hết. Xào qua. Nghe tiếng là mì này là rất cay hơn tầm khoảng cấp độ 10 Việt Nam ấy. Đây mình đang xào mực đây. Căng không? Giờ xào mực mực thì nhanh tiếng lắm. Mực này không phải nhanh. Chắc muốn xào lại không? Xào lại với mì nữa. Nên là cũng không cần tiếng lắm. Bây giờ xào mì đúng không? Bỏ mì vô xào luôn nè. Thì ra nãy mình luộc cho rồi. Bây giờ chỉ xào thôi. Chín đây nha. Cho nãy luộc để lâu hả lâu. Chắc mọi người bên Hàn Quốc thì chắc là biết là mì này đúng không? Mì này siêu cay đúng không? Mình chưa ăn thử khi nào đâu. Nhưng mà nghe nói là mì cay, mì này cay lắm nhé. Không biết nhiều không? Mình mua ở cửa hàng Trung Quốc, mình Hàn Quốc mua ở cửa hàng Trung Quốc ăn ở Nhật Bản. Nói chung là cứ đến các cửa hàng Trung Quốc ấy, thì cái gì nó cũng bán, đồ Việt Nam nó cũng bán này, đồ Nhật nó cũng bán, đồ Trung Quốc nó cũng bán, đồ Hàn Quốc nó cũng bán cho mọi người. Đây. Mọi người nếu như mọi người ở nhà thì đến cửa hàng Trung Quốc có thể mua được mì này nhé. Mọi người mua về đây thử nhé. Mọi là mình đảm bảo là em chỉ có là hôm nay mình ăn lần đầu tiên mình ăn mì này. Là mình đang ngồi nên là mình biết cái mì này nó cay nên là mua về review cho mọi người xem. Đảm bảo là em là chỉ có thể gọi là xé bỏ thôi. Nãy mình luộc hơi sớm xíu này nè để nó chín rồi. Hàn Quốc đúng không? Hàn Quốc. Korea. Nếu
mọi người không tin thì mọi người có thể mua thử về ăn nhé. Bây giờ ở bên Nhật mua thử về ăn nhé. Gọi là không có rau gì á, cứ cho anh nhớ ra để là thử xem coi của mình ra nó thêm mức độ nào. Giờ mình sẽ bỏ năm gói luôn, năm gói mình, năm gói gia vị của nó mới là hết luôn. Gia vị thì năm ba nè, đấy, thấy vậy đấy. Mình xào lên thì có vẻ rất ngon nhé. Em bắt đầu cho gia vị vào này. Cái này là nhìn nó đỏ nè. Trời ơi, hình như là toàn là cay không. Toàn ướp luôn, gọi là gọi là mất xin một phần gì đâu. Mình xào 5 gói mì nên là mình bỏ hết cả 5 gói vào luôn. Thử xem thử coi nó độ cái độ cay nó mức độ nào. Mình nghĩ chắc người gọi là mì đây gọi là cay nhất rồi. Không có mì nào cay lại người đó. Mình đi ra một tiếp. Hai gói. Đó là như cái này cực cay nữa. Bỏ là hết, có cái gì là bỏ là hết. Chữ Hàn Quốc thì mình không đọc được ấy. À bỏ tiếng Nhật thì mình còn đọc được. Khi đây toàn chữ Hàn Quốc. Đây hàng chữ Hàn Quốc này. Ba gói này. Bỏ hết là ba gói. Chữ Hàn Quốc thì mình chịu luôn. Còn thấy run vì dễ. Tại mình nhìn cái đỏ rồi. Chui hết màu đỏ rồi. Nay thì nó hay bỏ mì chứ có mì mà mình là hạt vừng nhé. Tiếng miền trong gọi là mè nhưng tiếng mình gọi là hạt vừng. Vừng với rong biển. Rong biển đúng không? Thì cứ có nhiều mình bỏ vào hết để mình ăn review xem cho mọi người xem thử là cái mì này nó cay tới mức độ nào. Chắc chúng mình có ăn được không? Cho vào hết. Trộn lên cái nè. Ôi giời ơi, đổ chưa? Chui gì nó đỏ nè. Không chớ thì mình cũng đi. Không chớ thì mình cũng vừa đi ăn mì cay xong. Nhưng mà cay cũng cay. Không biết mì này cay đến nỗi thế nào mình biết. Nhưng mà mì kia thì cũng thuộc dạng cay. Cay tầm khoảng cấp độ 4, cấp độ 5 rồi đấy. Cho đến cấp độ 10 nhưng mà cấp độ 4, cấp độ 5 là có đấy. Thì người ta cho nửa bát ớt vào là mọi người phải hiểu thế nào. Đấy, mọi người nhìn ngon không? Nhìn đỏ này. Nếu mọi người thấy ngon thì nhớ cho mình một nút like và một nút đăng ký nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Hy vọng mọi người xem clip hay sẽ bây giờ là cho mình một nút like và comment ở dưới. Nếu có những thiếu những cái gì thì mong mọi người hãy comment ở dưới cho mình còn mình tiếp thu nhé. Ôi trời ơi, nhìn ngon không? Nhìn cái đỏ kìa. Không khác gì mà cái nồi ớt. Bây giờ là mình đã xào xong rồi nè. Bây giờ là mình cho ra đĩa nha. Đây, đĩa đâu, đĩa mới nãy đâu. Ở đây, cho ra đĩa luôn. Cái này anh là gọi là đáng luôn. Cây đáng luôn. Ngầu anh chân đáng luôn. Đấy. Còn đây là đĩa mì xào nhé, mì xào mì xào xào mì xào siêu cay nhé. Đây là hôm nay bọn mình ăn nem cuốn, nem sống cuốn nhé. Đây bữa ăn của nhà mình buổi tối như thế này đấy.
đĩa một rổ đồ sống thì lúc nào cũng phải có. Đây, hôm nay là mình ăn nem cuốn, nem sống cuốn. Đấy. Đây là dưa chuột cũng thuộc dạng dưa chuột bóp. Đấy, đây là trứng này cuộn. Quả gì à? Quả gì nhỉ? Mục đắng xào với trứng. Đây là xúc xích. Đây là thịt luộc để ăn với những thứ này, để ăn cùng với nem cuốn nhé. Đây nem cuốn này.